皆さん、こんにちは。コスモスのゾンです。Xin chào tất cả các bạn. Mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video hướng dẫn học chữ Hán N2, chương số 2 theo giáo trình kanji Machi là nhỉ. Nói về Machi là thành phố và chủ đề nhỏ của chúng ta đó là Sangyo, đó là công nghiệp. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu 6 chữ Hán từ số 43 đến 48 nhé các bạn. Đầu tiên đó là các chữ như sau. Chúng mình cùng theo dõi nào. Đầu tiên là ngư trong từ ngư nghiệp. Gyo gyo, đúng không? Ngư nghiệp. Tiếp theo là gì ạ? Thâu trong cái từ nhập khẩu. Yu nhu, yu nhu sư lượng. Tiếp theo là chế trong từ chế tác hay sản phẩm. Chế tạo. Betonamuse, đó là chỉ là sản phẩm của Việt Nam. Tiếp theo là mang nghĩa là yuso, yuso sư lượng, nghĩa là gửi, gửi, chuyển phát đó. Tiếp theo là kokubin, kokubin đó là đường hàng không. Và tiếp theo đây là king yu, đó là tài chính. Và vấn đề gì cũng vậy, ngành sản xuất nào cũng sẽ liên quan đến những cái vấn đề này thôi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau lần lượt tìm hiểu từng chữ một nhé. Trước hết là ngư, ngư trong ngư nghiệp. Ngư đó là cá ở dưới nước, đúng không? Thì là ngư. Ok, ngư này thì Onyomi đọc là kyo hoặc là yo. Ngư này ví dụ như là gyo gyo itonabu, nghĩa là chúng tôi làm nghề, hoạt động nghề đánh bắt cá hay là làm ngư nghiệp. Tiếp theo là còn có cái từ là Gyoson. Gyoson, son này là chính là thôn, trong nghĩa là mura đấy, nghĩa là làng cá hay làng chài. Tiếp theo là Gyoko, đó là cảng, nhưng cảng chuyên về cảng cá. Tiếp theo là Gyosen, là thuyền cá, đánh cá. Và ngoài ra còn có cái từ là Ryosuru. Ryosuru nghĩa là câu cá hay là đánh bắt cá. Tiếp theo chúng ta có cái từ là Ryoshi. Ryoshi ở đây á, mang nghĩa là ngư dân, ngư sĩ. Cuối cùng đó là cái từ là Taiyo. Taiyo để chỉ là rằng là việc đánh bắt cá được một cái mẻ rất là lớn, mẻ cá lớn. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về chữ Hán số 44 là chữ thâu. Thâu này trong từ nhập khẩu. Thâu này thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Xe ở mẹ ở trước nhà, đúng không ạ? Dùng để vận chuyển hàng nhập khẩu. Onyomi của nó là yu, không có trường âm đâu ạ. Yu, đây là đặc biệt đấy. Và chúng ta có cái từ là gì ạ? Yuso sư lượng. Yuso ở đây là chỉ vận chuyển bằng gì ạ? Bằng đây là ogatasen để yuso sư lượng, vận chuyển bằng tàu lớn. Nhi bằng sekiyu o yunyu sư lượng. Yunyu đó là nhập khẩu, nhập khẩu dầu hỏa. Sam bằng yusutsu, yusutsu đó là xuất khẩu. Ngoài ra còn có cái từ là yuketsu yo no ketsueki. Ketsueki đó là cái máu, dịch máu mà để dùng để cho việc là yuketsu, đó là truyền, máu để truyền. Go bằng đó là chữ kuyu. Kuyu là không thâu, mà nghĩa là vận chuyển bằng đường hàng không. Số 6 đó là từ mitsuyu, đấy chính chữ mật với chữ thâu, mà nghĩa là nhập lậu, nhập hàng gì đó mà buôn lậu đấy, mà rất là bí mật thì là mitsuyu. Tiếp theo là chữ chế. Thực ra bản thân chế này ở trên này á, nó là chữ chế rồi, chế trong chế tài thôi. Thì ở dưới là để chữ phục, nghĩa là quần áo, y phục, là chữ y trong y phục, nghĩa là quần áo chế. Fake, đúng không? Ok, onyomi của nó là xe. Xe. Từ đầu tiên đó là từ gì ạ? Shinsehin. Shinsehin o kaihatsu suru, mang nghĩa rằng là gì ạ? Chúng tôi triển khai sản xuất cái sản phẩm mới. Cái xe hình này á, nó khác với show hình, bởi vì xe hình thì nó thiên về cái sản phẩm mà được sản xuất. Thế còn show hình là cái sản phẩm để thương mại, là hàng hóa, là bán. Số 2, từ số 2 là từ seisaku. Seisaku suru. Egao seisaku suru, nghĩa là sản xuất phim. 3 bằng Italia se no kutsu, đó là giày made in Italia, giày Ý. Ngoài ra chữ chế này còn có cái từ đó là từ seizonengappi, đó chính là ngày sản xuất. Seizonengappi, ngày tháng năm sản xuất. 5 bằng mokuse no kagu. Mokuse no kagu là chỉ những cái đồ dùng trong gia đình mà làm bằng gỗ hay là nội thất gỗ đấy. 6 bằng là fukse, là phục chế hay là nhân bản. Tiếp theo đó là chữ bưu trong bưu cục. Yu, đúng không? Kunyumi của nó đọc là yu, trong từ yubin kyoku. Vậy chữ bưu này chúng ta có thể tưởng tượng là gì nhỉ?
Ở đây là trong cái chữ bộ là thùy đấy, thùy này, liễu, gieo phải, đúng không ạ? Đấy là bưu, chị Thùy làm ở bưu cục, có ô rất to. Ai tiếp theo ạ, từ của nó là yubin kyoku, bưu điện. Nè, tiếp và từ yubin ga todoku, yubin đó là bưu cục hay là bưu phẩm, nè, thư bưu phẩm đến nơi. Sang bảng là hon wo yuso suru, đó là gửi sách bằng đường bưu điện, yuso. Tiếp theo là chữ hàng, hàng này trong từ hàng không đấy, từ nghĩa là cô, ví dụ trong từ là kokai suru, kokai này là hàng hải, chuyển đi hoặc là chuyến đi bằng tàu thủy. Như bảng thì có cái từ là kokuki, kokuki đó là chính là gì ạ? Đó là máy bay, đúng không ạ? Máy bay hàng không cơ. Kokubin de okuru, nghĩa là chúng ta gửi bằng đường hàng không. Yong bảng đó là kolo, kolo ở đây chính là đường bay. Tiếp theo ạ, số 5, arashi de keko suru. Keko đấy đó là cái gì đó, đó là chuyến bay bị hủy do là có bão. Lục cơ bằng là hanashiai ga nanko suru. Hanashiai đó là việc thảo luận và đây là trở nên rất là khó khăn. Tiếp theo đó là chữ dung. Dung này là yu, nhưng mà dung này á, không phải dung nhan mà cũng chẳng phải dung tan chảy. Dung này là tiền, cho nên ai tên là dung cũng giàu. Được thôi, dung này thì chúng ta thấy làm sao? Dù có muôn trùng xa cách đúng không? Xa cách ở đây. Thì anh vẫn yêu em như dung nhan tan chảy. Ở đây thì chúng ta có thể tưởng tượng đó là gì? Có một cái mồm thôi mà nói rất là xa, nói to, làm cho lũ sâu nó cũng phải bị trào dung nhan. Và onyomi của nó là yu, có trường âm nhá. Dung ở đây ạ, trong từ king yu kikan, đó là cái cơ quan hay tổ chức tài chính. Ginko kara yushi o ukeru. Yushi đó là cái vốn, và đây chúng ta hiểu rằng là nhận cái sự cấp vốn từ ngân hàng. Tiếp theo là từ yugo. Yugo là từ hợp nhất hay là dung hợp. Kori no yuten. Yuten ở đây đó là cái sự tan chảy của băng. Tiếp theo là yutsu ga kikanai hito, đó là cái người mà nó chả có cái chữ dung thông gì cả, nghĩa là người không linh hoạt, khó thích nghi. Và đó là các chữ Hán có trong bài ngày hôm nay, bao gồm chữ ngư, chữ thâu, chế, dung, hàng và bưu. Và đó là các chữ Hán mà liên quan đến chủ đề mà hôm nay chúng ta đã tìm hiểu. Các bạn nhớ làm, có thể làm flashcard hoặc là chúng ta làm thêm bài tập để nhớ rõ hơn các từ này nhé. Chúc các bạn luôn có những giây phút học tập thật thú vị cùng với học tiếng Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại. ご清聴ありがとうございました。